VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Mở 1664 Plan vui Tết bất ngờ. Cùng Mobifone nâng tầm cuộc sống. Tôi luôn. Tôi đâu có hát đâu. Hôm nay tôi đứng lên tầm tầm tầm. Hôm nay con tim tôi luôn sẽ chứa mình hay. Tôi đứng lên. Và bây giờ hôm nay tôi đứng đây. Lúc đó tao dậy. Hay lắm bạn, hay lắm. Bỏ đi mà làm người. Hay lắm, bỏ đi. Cái ngồi đâu vậy? Rồi. Đừng lấy chữ qua là mi nhá. Đâu là mi. Hay được mấy lần đấy, không mấy lần. Trời ơi, khiếp lắm.
my senses. Tell me I know what you've been through. I know I can feel it. If we got up left this party, 'cause I can see you probably gonna be scrolling for me. Chúng tôi còn phải hát. Tôi còn phải hát chung mà. Tôi đâu có hát đâu. Hôm nay tôi đứng lên tầm tầm. Con tim tôi luôn sẽ chứa mình hay. Chiều kỳ diệu trong tôi. Tôi đứng đây. Tại tôi biết được. Và bây giờ hôm nay tôi đứng đây. Lúc đó đâu vậy? Cụ ở dưới mình nè, cụ dễ rồi nè. Cụ dễ đổi đi. Đúng rồi. Cái này đi. Chơi đứng đó đó luôn rồi. Cùng tôi luôn sẽ chứng minh hay. Hay lắm bạn, hay lắm. Bỏ đi, bỏ đi mà làm người. Hay lắm, bỏ đi. Điều gì gì trong tôi. Anh đã quay lại rồi. Vừa nắng từ chiều giờ còn bị đất trở lại. Trời đẹp quá anh ơi. Trời đẹp rồi. Lại không em muốn lại một lần nữa không? Em muốn lại một lần nữa không? Lần yêu cũ trong phai. Yêu cũ thôi mọi người ạ. Yêu cũ thôi mọi người ạ. Anh thích hiểu đó không? Anh về em chơi. Em về. Em có một à? Có hát chung mà. Năm 2023, ai đã đón giao thừa cung bắn? Có phải bạn đang nhận ra điều bạn mong chờ mỗi năm không chỉ là Tết mà còn là sống? Bạn đã cùng cười thật tươi với hơn 300 gương mặt này, ghi dấu trong tim hơn 100 bài hát, được truyền cảm hứng từ hơn 100 câu chuyện. Và nhớ không, bao nhiêu sự kết hợp bất ngờ đã làm bạn thích thú mỗi đêm giao thừa. Cảm ơn vì đã và luôn ở đây. Tết 2024 này, hãy bên cạnh nhau tiếp nhé.
sống 24, chương trình ca nhạc đêm giao thừa duy nhất Việt Nam, top 1 thế giới nhiều thứ 6 năm liên tiếp sắp trở lại. Đón giao thừa, đón sống 24.